Long An là tỉnh thuộc vùng đồng bằng sông Cửu Long, nằm trong vùng kinh tế trọng điểm phía Nam Việt Nam. Nơi đây lưu giữ rất nhiều di tích lịch sử, nhiều loại hình nghệ thuật biểu diễn nổi tiếng, các món ăn dân dã, đặc sản và các làng nghề thủ công truyền thống lâu đời. Thiên nhiên Long An mang trong mình vẻ đẹp nên thơ, mộc mạc của vùng sông nước hữu tình. Đặc biệt, nơi đây cách thành phố Hồ Chí Minh không xa, là một địa điểm lý tưởng cho nhiều gia đình muốn đi du lịch, trải nghiệm cuộc sống dân dã trong ngày. Chính vì thế mà Buka quyết định chọn về Long An trong ngày cuối tuần này. Nhưng Buka sẽ không đi một mình đâu. Mọi người hãy chờ xem những người bạn đồng hành cùng Buka trong chuyến đi thú vị này là ai nhé. Nghĩ như vậy. Em có thể muốn về quê em luôn, quê em ở xa tiếp ngàn. Quê đâu? Quê em ở Đồng Tháp rồi, tới 200 mấy cây số mới tới được. Mình đi xuống tới dưới là hết ngày luôn á. Cho nên là em muốn chị dẫn em về quê của... Ủa cái này em dẫn chị đi mà. Thì đó, nhưng mà bây giờ xuống tới đây rồi là em muốn. Tại vì chị là thuộc kiểu mà mọi người biết không, chị Dạ là vợ của một đại gia. Đại gia khét tiếng ở Long An á. Cho nên là ủa bây giờ đại gia luôn hả? Ừ, ủa bây giờ mới biết hả? Ủa tôi không biết luôn á trời ơi. Cho nên là bây giờ là chị Dạ sẽ dẫn cho chúng ta đến với vùng đất Long An, nơi của anh chồng đại gia của chị Dạ. Mong quá biết hả? Bớt hát rồi chị, em hát dở chứ hát dở nghe em. Ê, dạ bây giờ có cái cây sơ đi. Nào, này thấy tôi xuống đây có bất ngờ không nào anh Tân? Có gì đâu bất ngờ, có 6 năm thôi à. 6 năm không gặp thôi ha. Bây giờ sao? Bây giờ là muốn đi tham quan vùng đất này đúng không? Đúng rồi. Đợi chị chút xíu, chị sẽ gọi cho hướng dẫn viên du lịch. Ngày hôm nay là không phải có mình em xuống đây là bất ngờ đâu, sẽ có nhiều điều bất ngờ cho anh nữa. Giờ nghe thấy bất ngờ rồi đó. Ta 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 ta. Ủa quen không? À, dạ không biết nữa, đây chồng bạn em. Trời ơi, phức tạp vậy. Rồi còn bàng hoàng gì nữa, đây anh Vĩ Dạ, vợ tôi, còn đây là Buka, một người bạn thân thiết. Chào Buka. Vô. Những năm gần đây, hình thức du lịch sinh thái đang rất được chú ý phát triển tại các tỉnh miền Tây Nam Bộ. Đương nhiên, Long An cũng vậy. Ở đây có khí hậu ôn hòa quanh năm, giúp cho khách thập phương thuận tiện du lịch bất cứ thời gian nào. Khu du lịch sinh thái mà chúng tôi dừng chân thuộc huyện Cần Giuộc. Ở đây, mọi người sẽ được tham gia nhiều hoạt động dân dã dùng sông nước miệt vườn. Long An gần với thành phố Hồ Chí Minh. Mình muốn về miền Tây, mình ghé Long An thì nó sẽ gần nhất. Thông điệp mà bên Tân muốn nhắn gửi, cứ mình tới một nơi hoàn toàn cách biệt với thành phố Hồ Chí Minh. Không khí rất là mát mẻ và sạch, đồ ăn tươi sống hết. Và đặc biệt á, là nó rất bình dân và nó thân thiện với mình. Tại sao giống như là mình về nhà mình đấy, ở quê thôi. Ở trong cái khu du lịch sinh thái này của anh có hát với nhau không? Hát với nhau không? Cái đó là tự mọi người là tự mang tới phải không? Có sân khấu không? Sân khấu thì nó đây đây. Em định hát á. Biết bao nhiêu bao lâu yêu thương dành em với anh. Yêu thương thay em cho anh. Nhưng bất cứ em đi tự do. Thôi bỏ luôn, bỏ luôn anh ơi. Có một cái bữa ăn chuẩn bị vào cuối cái chương trình á. Thì cuối ăn đúng rồi, thì bây giờ mà muốn lao động thì phải lăn vào bếp, thì đầu tiên chắc mình mời mấy bạn trải nghiệm cái mô hình bắt tôm. Tôm hả? Bắt tôm càng. Ê, ở khúc nào? Khúc trên. Khúc trên. Về 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 về. Lại chị. Tôm nào? Đâu? Ủa ngoài bả lanh chanh nớn hồn không? Ở đây. À đây. Ôi, ô kìa con tôm, đừng la lớn đến chưa xuống hàng. Ủa là bây giờ nhảy xuống đây bắt luôn hả? Thì có hai hình thức, bạn muốn chọn cấp độ dễ hay khó thôi. Đầu rụng đầu. Nó càng không á? Nó rụng càng. Ông tôm sú nó tôm con mà càng đâu càng. À cái này sự khác biệt, tại vì sao? Ví dụ mà tôm càng mà mấy bạn mà nhìn ở trên kia mà đồng size nhau á, thường là mấy cái tôm đó là tôm nuôi. À. Còn mà tôm thiên nhiên người ta đặt lờ thì nó vừa size lắm, đa dạng thì nhỏ có, lớn có, chung có.
Bởi vì bạn thấy có những con mà nó nè, 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 nè vậy. Trời ơi em nhanh lắm. Phản đối sao em không bắt con này nè, cho anh mượn đi. Tại vì anh em đang nghiên cứu cái con không có càng nè. Rồi, lợi hại. Có kinh nghiệm cẩn thận nha. Bây giờ kẹp á. Rồi nhìn là biết luôn. Nhưng mà hay nhất là cầm ở đây nè kìa. Ở gì hả? Chứ cầm nó đây. Nó kẹp rồi sao? Cầm đây là gì? Mấy cái gai của nó đâm mình coi vậy thôi, chứ mà đụng mạnh cái là chảy máu liền. Bóp này, bóp mạnh này đó. Kìa kìa, anh con tôm này nó tên tiền phải không anh? Sao kẹp mà bây giờ. Thì tôm sông này á thì ví dụ lát mình dùng á thì có rất nhiều cách để mình chế biến. Có một món rất đặc biệt ở đây là lẩu tôm càng. Lẩu tôm càng thiên nhiên luôn. Rồi, em biết. Thì nãy giờ đi mấy bạn cứ bắt đi, lát thì mình sẽ hướng dẫn cách làm. Bắt con bự bự, anh đang lát mình ăn con bự bự. Rồi rồi, bây giờ bỏ vô đây phải không? Đúng rồi. Kẹp cầm giúp đây, anh. Đây đây đây. Cầm vô. Để em cho con tôm nó xách cái vỏ nè. Cầm vô. Em tự cho nó buông đi. Cầm vô. Cái này á một cái trải nghiệm của sông nước nha. Bắt tôi coi. Thôi dùng. Máu luôn. Thấy chuyên nghiệp chưa? Đấy. Hay quá. Anh bắt con bự bự á anh. Nước nào? Anh ơi, nó đang chạy theo dòng nước nè. Đó. Ý, có con tôm đang có màu á, nên bỏ nó lại đi. Cái này á người ta gọi là tôm trứng chứ không phải gọi tôm bầu. Dạ. Bầu dùng cho sinh vật nào nó to á. Nè, nó đang có bầu. Nó đang có trứng là nó có nhiều con á, cho nên mình không nên ăn nó. Con to đúng không? Wow, wow. Wow, wow. Này gọi là rồi, hút trộn một mẻ nè. Ừ, đây là một rồi. Lẩu rồi đó. Lẩu ngon lành luôn rồi đó. Ôi đã quá nè. Rồi giờ tới cái món thứ hai thì mời mấy bạn vô cái khu vực mà nuôi gà ta. Mà trong cái chuồng gà đó là chỉ có 3 con gà có cái logo Việt Nam tươi đẹp thôi. Wow. Bây giờ ai bắt được ra con gà mà có cái logo này nhanh nhất thì người đó thắng, còn người nào thua thì có một cái hình phạt nhẹ nhàng lắm. Bây giờ là buộc lòng phải thắng. Rồi bắt đầu đi nào. Bắt gà. Phải nha. Phải có logo có nha. Có logo nha. Anh ơi lúc bên trong là chị Dạ. Nó có mấy con. Đôi hồn. Đôi hồn. Rồi xong rồi. Rồi. Trời ơi, chết cậu. Trời ơi. Hay quá kìa. Ai muốn mua ca thua rồi giơ tay thôi. Rồi vậy thôi, rồi quyết luôn. Rồi có hình phạt liền đó. Thôi, bắt con gà. Bây giờ là em muốn bắt con gà nè, lên trong nhà đi. Ôi mọi người, em bắt được. Bây giờ em thua rồi, bây giờ là hình phạt là phải là bắt con gà nướng luôn gì đó. Ủa, em là người bắt con gà trước mà mọi người. Em bắt con gà thì em lên trong nhà đi. Tại sao vậy? Nhốt con gà mạnh nè. Quê, tập trung đi. Hỏi một lần cuối cùng, gà chín chưa? Dạ chưa mẹ. Nhanh lên đi. Dạ đói lắm rồi mẹ ơi. Từ từ mẹ ơi, cảm giác hình như con tắm vậy trời. Đang đứng bên bờ giếng nè. Tắm nào cái mặt xấu vậy, tắm nào mà hát dở vậy. Anh Tâm, con gà này nướng bao lâu mới chín? Thông thường anh nướng khoảng 2 tiếng đồng hồ đó. Hai tiếng tại vì mình nướng vừa tiến tới mình cho gia vị rồi nướng như đồng lục vậy.
là em phải đứng đây 2 tiếng. Thì cố tình là nướng có 2 tiếng là để cho con gà nó chạy hết mỡ ra, nó rút lại luôn. Nhưng mà em cũng bị khô quá. Em cũng bị khô luôn á. Ê mình thay phiên nhau. Bây giờ còn nướng còn ác. Mình chia sẻ công việc đi, lâu đầu mình không ăn. Rồi, Lâm. Cho miếng nước nè. Thôi anh. Trong lúc hành hạ Buka làm món gà nướng lu thì chúng tôi tranh thủ đi hái rau. Ở vùng quê Long An, dường như tất cả khu du lịch sinh thái đều có một vườn rau sạch nhỏ, trồng một số loại rau thông dụng để du khách tự tay hái và chế biến theo ý thích của mình. Ở đây toàn là rau sạch hết trơn, nhà trồng. Ừ, hay quá. Không có phân thuốc, lấy cái ngọn thôi. Rau này rau lan đúng không? Đúng rồi, rau lan. Lấy làm sao? Này rau lan này ăn lá nha, còn rau lan dễ dễ. Dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang, trên đất dòng mình trồng dưa hấu. Phú Phương Thụ đã tới rồi, một tràng pháo tay cho anh Tân đi nào. Có một điểm đặc biệt ở Long An. Long An thuộc Tây Nam Bộ, nhưng mà cái riêng cái tỉnh Long An á thì cái nhánh sông nó không đi vào cái sông Mê Công. Còn mấy cái miền sông nước khác là trực thuộc vô sông Mê Công luôn. Anh ơi, chắc cho thầy dạy em nha anh ơi. Đây à, bên cái này chiều dài mặt sông, của bên kia là đường xanh. Cái này mặt sông của bên mình. Mặt sông bên mình. Người ta có cái à, sông thì có bên mồi bên lỡ. Thì rất may là bên mình là bên mồi. Lỡ đây lỡ. Lỡ thì sao mà mồi thì sao anh? Mồi ra nó mò vô. Bên lỡ là nó thủng xuống. Vợ anh là đó là kiến thức về địa lý rồi, về khoa học kỹ thuật rồi là giỏi lắm hả? Vợ anh là ở Long Thành chứ không phải Long An. Đợt chuột có điểm đặc biệt cái là một hiện danh á. Cái câu sông Mười Chuột nó lại không, nó là miền Tây nhưng mà nó không trục nối liền với sông Mê Công. Nó không có chạy qua sông Mê Công. Ủa, nhưng nó không chạy vô. Ủa chứ nó chạy đâu? Thì nó từ Đồng Nai chạy đến đây rồi ra biển Cần Thơ. Biển Cần Thơ. Đúng rồi, nối liền với Cần Thơ. Nè, ông giới thiệu về món ăn đi. Đúng rồi anh ơi. Cái rau này hồi nãy là tôi lặt đó nha. Con gà này là em nướng đó nha. Cơm này là mình đó. Cái này là tôi hái đó nha. Thôi là chị Út mình đi vậy. Nước mắm này á là mua nha. Còn nữa, hồi nãy là mình rất tôm đúng không? Giờ mình ăn tôm nướng đi, để không nướng ăn tôm nướng nó hay hơn. Lấy gì nướng? Thôi nó than. À, đúng rồi. Nếu mình nướng mình đồ nó nhảy, mình sẽ làm một cái kìa. À. Nó không nhảy nữa, mà nó sẽ đau. Mà nó sẽ chết. Nó không nhảy nữa, nó sẽ đau. Mình sẽ làm động tác như này, bài ác khổ. Trời ơi. Để vậy nó sẽ bớt nhiều hơn, chứ mà để kia nó đau quá. Này chỉ có dân chuyên nghiệp tao mới biết làm, chứ mình sao mình biết được. Thường mình nướng kia tội nghiệp nó dậy dậy dậy. Anh Tám ơi, chở chạy qua cái chỗ đóng đáy cho mấy bạn biết anh. Ủa sao không gọi nó là đóng tôm đóng cá mà gọi nó là đóng đáy? Biết em suy nghĩ. Suy nghĩ kiểu đóng gì nữa luôn á. Thì sao mà đóng đáy không? Tại sao? Tôi dân miền Tây tôi nói cho nghe là người ta đặt mấy cái bẫy ở dưới đáy á. À đáy sâu á, đáy sâu á. Thì đừng ngạc nhiên, tại vì ở đây gần Hồ Chí Minh nhưng mà hoạt động và sông nước người ta còn nông nghiệp lắm. Rồi hoạt động đáy nè, cào lưới nè, câu nè, rồi mẩy hoặc đặt mấy đăng á, là do hoạt động đó để người ta mưu sinh. Vẫn còn giữ những cái bản sắc của người quê, chứ không phải là gần thổ là mất đi cái đó. Được rồi anh, bây giờ mình xé gà không? Giờ mình xé gà đi, giờ nhà Buka ha. Để mình lấy cái gia vị ăn với gà nhé. Wow, bữa tiệc thật là thơm quá, à. Quá thơm lắm á.
Trời ơi, tôi yêu miền Tây quá. Nghe nói miền Tây xa lắm. Ờ, chị không thơm đi mà. Đi một tiếng đồng hồ là tới miền Tây. Wow. Thực ra mà nói á, mình thấy Long An á, nó có rất nhiều tiềm năng. Cũng là sông nước đó, giống như là Bến Tre, Tiền Giang. Nhưng mà cái mặt về mảng du lịch á, thì lại là phát triển hơn. Ở đây nó lại có những cái cảnh đẹp hoang sơ, và có những cái như là dừa nước này nọ, và ngồi trên sông nước mà nhìn cảnh hoang sơ mà ăn những cái đặc sản của địa phương. Gọi là xưa ta có du thuyền, bây giờ có du ghe rồi đó. Cũng được á. Mát mẻ rồi, nhẹ nhàng. Có một điểm đặc biệt á, là không biết mấy bạn đi có để ý không á, dù là miền Tây sông nước nhưng mà địa điểm này là rất gần Sài Gòn. Đúng. Cách khoảng chừng mười mấy cây thôi. Bởi vậy em rất là thích miền Tây, em ở miền Tây, em muốn về quê lắm. Nhưng mà có một ngày em không về kịp cho nên em mới rủ bà già xuống đây. Mấy bạn có thấy thắc mắc là cái món này dùng với món nào không? Cơm cháy nè. Em biết. Thường cơm cháy mà với mỡ hành thì bảo đảm sẽ có khô. Đúng không? Cái dứa bà con đồ đồ thì thường là người dân khai thác ở gần biển Cần Giờ. Tại ở đây thì nói tiếp giáp Cần Giờ, cái này là 6 tháng nước ngọt và 6 tháng nước lợ. Thì bây giờ mấy bạn thấy là nước nó hơi vàng vàng rồi, là nước đã ngọt. Các bạn thấy mà nước mà xanh trong luôn là cái biển nó cực kỳ mặn cao. Mùa này là chuẩn bị là giao vào còn khoảng 2-3 tháng nữa sẽ là nước mặn. Bởi vì khu này là đặc sản người ta là nuôi tôm nè, nuôi cua. Bây giờ á thì khô thì mình có sẵn rồi. Yeah. Nhưng mà để tăng thêm phần hấp dẫn của món này á, thì ngoài cái cơm cháy với mỡ hành ra thì mình phải có một cái gia vị chấm chung nó. Cái khúc này á, biết ai khổ nhất không? Anh Kamigame. Oh no. Phải quay nè, trong khi đó mình được hưởng thụ nè. Như nghe kiếp luôn. Gà ngon quá à. Ủa anh, cái này là mình quét cơ. Hồi nãy mình quét cái gì? Đàn ông đúng không? Nói chung là nhiều gia vị lắm. Thường mà để mà con gà nó đặc sắc hơn á, là anh ướp trước khoảng chừng nửa tiếng để thấm gia vị. Xong anh ướp nửa tiếng sau á, anh quét lên một cái lớp gia vị khác. Cứ nửa tiếng anh chở một lần mà cuối cùng là phải quét thành công. Thầy để mình bóc cho mấy bạn nữ ra tôm ăn được thấy. À khi nào mà con giỡn tôm lên cái đầu nó rụng là biết nó... Nó chết trước rồi. Nó bị héo rồi. Ủa em vũ mà nó vẫn không rụng luôn á. Nó còn tươi xanh á. Tươi xanh. Tươi xanh như nồi canh của con tôm. Đây bạn ơi, cái gạch nè. Em muối à? Chấm muối ớt. Muối ớt. Đây cái gạch nè. Chỉ có tôm bóng đáy mới có thôi. Gạch trứng luôn. Cái này đóng đáy nè, nó đặt mấy cái bẫy nằm ở dưới đáy sông. Thì đó, cái lồng á đặt dưới đáy sông đó. Là mấy cái ghe này người ta đang chờ để bắt cá tôm không? Không, người ta để lưu trú, người ta ở đó hoặc là ta trữ á. Tại vì ở luôn hả? Cái đóng đáy này là nó canh theo con nước. Khi mà nước nó cạn sát á, người ta sẽ thu hoạch. Là ghe xuồng sẽ không được chạy vô cái khu vực đó. Chính xác. Ví dụ tại mình thấy lạ chứ ở đây á, người dân mà trong miệt xe sông nước người ta thấy này ta né hết trơn à. Về miền Tây sông nước còn gì tuyệt vời hơn là những bữa ăn thịnh soạn. Đây là những món ngon đặc sản của Long An được thưởng thức ngay tại ghe trên dòng sông Cần Giuộc. Chúng tôi vừa ăn vừa được nghe anh Tân giới thiệu nhiều về những hoạt động khai thác thủy sản tôm, cua, cá. Sông nước vừa là người bạn thiên nhiên mang đến cảnh đẹp cho vùng đất này, cũng vừa là nơi mang lại nguồn thu nhập cho người dân Long An. Em thấy là cái hình thức du lịch giống như vậy nè, nó rất là bổ ích. Tân thay mặt gia đình cũng cảm ơn chương trình Việt Nam Tươi Đẹp và cảm ơn Đạt, Vĩ Dạ và Buka để tham quan, để trải nghiệm những cái hoạt động ở đây. Thực ra tất cả mình làm chẳng qua gì mà mục đích là vừa du lịch vừa hướng về sinh thái nhiều hơn, và những cái gì nó đang có mình ráng giữ. Cảm ơn Tân rất nhiều. Cảm ơn thầy. Sau mệt mỏi với cuộc sống đô thị nhộn nhịp thường ngày, hình thức du lịch trở về miền đồng quê, hít thở không khí trong lành của cây cỏ, sông nước, trải nghiệm các hoạt động đánh bắt dân dã như thế này đang được rất nhiều du khách yêu thích và lựa chọn.
Đây cũng là xu hướng phát triển du lịch hiện nay của nhiều tỉnh thành, nhiều điểm du lịch trên cả nước. Chúng tôi cảm ơn Việt Nam Tươi Đẹp đã cho chúng tôi một buổi sáng thật ý nghĩa, thoải mái tại khu du lịch Long An. Rời khỏi huyện Cần Giuộc, đoàn xe chúng tôi tiếp tục lăn bánh đến các huyện khác để cùng khám phá những làng nghề truyền thống, những ruộng vườn trồng các loại nông sản đặc trưng nổi tiếng nhất của Long An. Hãy cùng chờ đợi chúng tôi ở tập tiếp theo nhé. Chúc mọi người một buổi tối Chủ nhật thật vui vẻ.